là một trong những công ty thời trang có tiếng tại Hà Nội hiện nay. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang dệt may Hải Đường đã tổ chức thành công lễ ký kết và bàn giao sản phẩm. Ngoài chất lượng sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang dệt may Hải Đường chúng tôi còn chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng sứ mệnh đem đến những trang phục đẹp nhất, thoải mái nhất, trẻ trung nhất, chất lượng nhất, vừa ý khách hàng. Hiện tại, dệt may Hải Đường là đơn vị chuyên tư vấn, may đo, đồng phục công sở như áo sơ mi, đồng phục vest, quần Âu, đồng phục cho bệnh viện như đồng phục y tá, bác sĩ, áo phông quảng cáo, sự kiện, du lịch, đồng phục nhà hàng, khách sạn, quán bar, đồng phục nhóm, câu lạc bộ, học sinh, sinh viên. Với kinh nghiệm trên 25 năm trong lĩnh vực may đo và thiết kế mẫu đồng phục, cùng danh hiệu top 10 thương hiệu vàng chất lượng quốc tế, công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang dệt may Hải Đường hứa hẹn sẽ trở thành một công ty thời trang đáng tin cậy, đem đến cho khách hàng những sản phẩm đồng phục đẹp, tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ với giá thành hợp lý nhất.